Phạm Minh Hoàng, và biệt danh thường gọi là Người Đá. Mình đã hoạt động được trong ngành creative tiệp được 7 năm. Và ngoài ra mình còn là một họa sĩ digital tự do và đồng tác giả của những dự án cộng đồng giống như là Loài Plastic. Mình có thể rất là tự do khi mà thực hiện các tác phẩm, nhưng mà mình lại rất là khắt khe khi mà lựa chọn công cụ để thực hiện cái tác phẩm đó. Riêng đối với cái việc mà lựa chọn màn hình, máy tính thì mình sẽ rất là lưu tâm ba cái đặc điểm sau đây. Thứ nhất là mình sẽ lựa chọn một cái sản phẩm màn hình được cân chỉnh màu tốt, nó không có nịnh mắt, để khi mà cái sản phẩm mình thiết kế và cái sản phẩm mình in ấn thi công nó không có sự khác biệt quá nhiều. Thứ hai là Hoàng sẽ quan tâm độ phân giải cao và cái giải màu rộng của cái màn hình đó. Cái việc đó sẽ giúp cho mình quan sát được những cái tương phản, những cái sắc độ của màu sắc để mình có thể xử lý những cái chi tiết chính xác hơn. Cuối cùng đó là một cái yếu tố về sức khỏe cũng rất là quan trọng, tức là mình sẽ ưu tiên những cái màn hình nó có cái chuẩn bảo vệ mắt, ví dụ như là lọc được cái ánh sáng xanh và màn hình không chớp flick, để mà mình làm việc lâu dài mình không có bị mỏi mắt, bị cay mắt. Phải nói là Hoàng rất là bất ngờ và hài lòng sau khi mà trải nghiệm thử màn hình UR55. Màu sắc nó rất là chân thực và cái độ chi tiết rất là cao, giúp mình quan sát được những cái khoảng sáng tối đậm nhạt của màu sắc rất là dễ. Khi mà mình cần xử lý những cái chi tiết thì nó mang lại cho mình cái độ chính xác rất là cao. Một trong những thông số Hoàng rất là thích ở UR55 đó là cái chuẩn màu sắc ECIP3. Đây là một cái chuẩn màu sắc mà điện ảnh Mỹ hay dùng. Nó thể hiện rất là rõ trên màn hình này, thì những mảng màu sắc mà mình không thấy ở những màn hình trước đó thì ở đây nó thể hiện lên rất là rõ và rất là sống động. Và mình đặc biệt thích cái kích thước 28 inch của UR55, thì nó mang lại cho mình rất là nhiều lựa chọn khi mà sắp xếp cái không gian làm việc của mình.